Xem chỉ tay miễn phí xin chào các bạn. Hôm nay xem chỉ tay miễn phí sẽ hướng dẫn cho các bạn một số đường chỉ tay đường tình duyên cơ bản để các bạn cùng biết để các bạn theo dõi nha. Còn lúc mình làm video để đăng lên trên YouTube á thì mình không thể nào mà vẽ trên bàn tay ra từng ô từng chữ hay là từng cái điểm của chỉ tay được. Các bạn thông cảm nha. Tại vì là các bạn ở xa gửi về cho mình rất là nhiều hình bằng tay cho nên mình không có thời gian để mình vẽ, cho nên là mình cố gắng mình làm video cho nhanh, cho gọn, cho lẹ mà đăng lên để các bạn cùng nghe và các bạn hiểu thôi. Còn mình quay xem có đúng hay là không đúng thôi. Chứ còn mà cái vấn đề mà các bạn kêu mà vẽ là khi nào á mà mình hướng dẫn thì mình mới vẽ nha. Còn hôm nay mình hướng dẫn mình sẽ vẽ cho các bạn cùng học theo. Còn mà mình đang xem chỉ tay thì mình nói một lèo luôn, cho mình không thể nào mà mình hướng dẫn mình vẽ vẽ từng cái làm video chậm lại nó lâu nữa. Là các bạn ở phương xa cứ chờ đợi lâu quá rồi hối mình nữa. Thì đâm ra là mình không có thời gian nha các bạn. Mong là các bạn thông cảm nha. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đường chỉ tình duyên nha. Xem chỉ tay đường tình duyên, đường chỉ tay tình duyên còn được gọi là đường tâm đạo á các bạn. Đường tâm đạo kéo từ ngón áp út, ngón út đi vô á. Rồi, đường chỉ tay tình duyên nè, hay còn gọi là đường tâm đạo nè, bắt đầu từ dưới ngón tay út kéo dài lên giữa ngón tay trỏ hoặc ngón tay giữa nè. Xem chỉ tay đường tình duyên sẽ đoán được một phần tính cách, chuyện tình cảm của đôi lứa và cuộc sống hôn nhân của một người như thế nào nha. Chỉ tay đường tình duyên dài nè. Chỉ tay đường tình duyên dài là giống hình vẽ này nha. Các bạn hãy theo hình vẽ của mình, vẽ từ ngón út mà tới ngay ngón trỏ luôn đó. Nếu đường tình duyên đậm nét, không có các đường chẻ nhánh và kéo dài thì chứng tỏ bạn là một người điềm đạm, ngay thẳng, thật thà, nên được nhiều người yêu mến nè, thường gặp suôn sẻ và hạnh phúc trong tình duyên và sự nghiệp. Bạn cũng là người yêu ghét phân minh, thể hiện tình cảm một cách thẳng thắn. Nếu đường tình duyên kết thúc ở ngón trỏ và ngón giữa, bạn là người yêu ghét phân minh nè. Tuy nhiên, nhược điểm của bạn là hay đánh giá đối phương từ những ấn tượng ban đầu, khiến bạn dễ bỏ qua người tốt. Bên cạnh đó, bạn cũng thường có yêu cầu cao với đối phương. Nếu đường này kết thúc dưới ngón trỏ, thì chứng tỏ bạn là người biết quan tâm tới người khác. Một khi yêu ai, bạn sẽ rất chung tình, luôn xác định mối quan hệ dài lâu. Và sau khi kết hôn, bạn luôn là một người vợ hoặc một người chồng tốt, nhờ đó mà gia đình êm ấm hạnh phúc hơn. Còn chỉ tay đường tình duyên quá dài á thì mình cũng vẽ ra cái hình vẽ cho các bạn cùng xem rồi đó. Đường chỉ tay đường tình duyên chạm tới gốc ngón trỏ nè hoặc tới biên bàn tay nè được cho là quá dài nè. Trong trường hợp cuối á là đường tình duyên chạm gốc ngón trỏ, một khi yêu ai bà sẽ yêu hết lòng hết dạ nè. Người này rất là chung tình nha, toàn tâm toàn ý với người mình yêu nè. Tuy nhiên á, bạn cũng có khả năng bị đối phương bỏ rơi hoặc dễ bị lợi dụng trong tình yêu. Nếu đường tình duyên dài tới biên của bàn tay, chứng tỏ bạn là một người yêu cuồng nhiệt hết mình, có tính chiếm hữu cao trong tình yêu nè. Bạn thường ghen tuông một cách mù quáng nè, kiểm soát người mình yêu quá mức nè. Đối phương này cảm thấy đôi khi đối phương cảm thấy rất là mệt mỏi với bạn luôn, gò bó nè, thậm chí bạn còn tự thiêu dệt nè và tưởng tượng những việc không có thật để áp đặt lên cho đối phương của người mình yêu nè. Một khi chia tay á, thì bạn lại trở thành kẻ lụy tình nè và cố gắng níu kéo những cái đã mất và khó quên đi người cũ nè. Còn những bạn đường tình duyên ngắn nè, đường tình duyên ngắn mình sẽ vẽ nha, nó chỉ có tới ngay ngón ngón đeo nhẫn thôi, ngón áp út thôi. Đường chỉ tay tình duyên nếu kéo dài tới ngón trỏ quay trở lại được cho là ngắn, nhưng người này thường có tính cách hẹp hòi nè, ích kỷ, hành động thiếu suy nghĩ và thường cho mình là trung tâm của vũ trụ nên đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Cụ thể, nếu đường tình duyên tới ngón giữa là kết thúc thì khi yêu bạn sẽ không yêu ai quá sâu sắc nên lúc chia tay bạn sẽ nhanh chóng vượt qua đau khổ. Đặc biệt phụ nữ sở hữu đường tình duyên có đặc điểm này thường đặt sự nghiệp lên hàng đầu sau hôn nhân, bạn cũng không thích hợp để làm một người phụ nữ của gia đình. Xem chỉ tay đường tình duyên cho thấy nếu đường chỉ tay này kết thúc ở ngón ngón tay giữa thì bạn thường quay mình là trung tâm của vũ trụ, chỉ quan tâm tới cảm xúc của bản thân mà bỏ mặc tâm trạng của đối phương.
Một khi thích một người nào đó, bạn sẽ theo đuổi người đó một cách dai dẳng, dù người đó có cảm thấy rất là khó chịu, phiền phức như thế nào. Tuy nhiên, khi đã chinh phục được đối phương rồi, bạn lại trở nên lạnh nhạt, lập tức chuyển sang đối tượng khác. Còn bên cạnh đó, nếu đường tình duyên ngắn và ở vị trí cao á, thì bạn là người dễ thay lòng đổi dạ nè, luôn cho rằng tình yêu phải đi liền với tình dục. Nên đường tình duyên ngắn và ở vị trí thấp, bạn là người sống buông thả hay tự dối mình, không mấy chung thủy trong tình yêu. Còn những bạn đoạn đường tình duyên bị đứt đoạn nữa nè, là đứt ba đoạn giống như mình vừa vẽ trên bàn tay luôn này, các bạn hãy ngó theo bàn tay nhé. Nếu đường tình duyên bị đứt đoạn, chứng tỏ người này rất lận đận trong chuyện tình cảm. Một khi yêu ai, chuyện tình của họ dễ bị gia đình phản đối nè, ngăn cấm là tuyệt đối luôn á. Nếu không á, thì cũng chỉ một vài lý do nhỏ mà tình cảm cũng bị rạn nứt nè, không thể lâu bền được nè. Sau khi chia tay, họ cũng rất khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ mới. Sau khi kết hôn á, cuộc sống hôn nhân của bạn cũng không ổn định, hạnh phúc vợ chồng bất hòa nè. Xem chỉ tay đường tình duyên cho thấy, nếu đường này có sự chia cắt trên và dưới khoảng 33 nhé, 3 cm á, 3 cm á, thì lên báo hiệu cuộc hôn nhân của họ không mấy hạnh phúc nè, dễ tan vỡ và phải trải qua 2 lần đò. Tuy nhiên á, cuộc hôn nhân đổ vỡ là do người này không có trách nhiệm với gia đình nè. Trên đây là một số kiểu tay đường hôn nhân về cơ bản mà mình đã hướng dẫn cho các bạn, và các bạn thông cảm cho mình mỗi lần mà mình làm video á, mình không thể nào tài nào mà có thời gian mà mình vẽ những cái bút mực lên bàn tay để mình hướng dẫn cho các bạn được á. Mong rằng các bạn thông cảm và cứ xem có thử là xem về tay mình phía xem có đúng hay không thôi, xem có đúng tương lai và hậu vận của các bạn nó phải đi tới đoạn đường đó, đoạn đường đó nó như thế nào ra sao thôi. Chứ còn mà các bạn cứ vẽ giống hướng dẫn á, thì mình không thể nào một cái tài nào làm kịp được. Mong rằng các bạn thông cảm nha. Một ngày giống như là người ta là đăng một cái video, hai cái video lên không á, thì người ta làm kịp. Còn xem chỉ tay miễn phí, một ngày xem thì chỉ tay miễn phí đăng tới 10 cái video lận, cho nên là xem chỉ tay miễn phí không thể nào mà làm kịp được. Mong rằng các bạn thông cảm và đừng có biểu mình phải vẽ lên bằng tay nữa. Rồi, mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.